lại nữa thiện hiện nếu đại bồ tát ở địa vị bất thối chuyển thường hành bát nhã ba la mật đa thì luôn luôn nghĩ thế này nếu đại bồ tát hiểu biết việc ma thì chẳng theo việc ma hiểu biết bạn ác thì chẳng nghe lời bạn ác hiểu biết cảnh giới thì chẳng chuyển theo cảnh giới đại bồ tát ấy quyết định chẳng từ bỏ bố thí ba la mật đa quyết định chẳng từ bỏ tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa quyết định chẳng từ bỏ pháp không nội quyết định chẳng từ bỏ pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt ráo pháp không không biên giới pháp không tàn mạn pháp không không đổi khác pháp không bàn tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh quyết định chẳng từ bỏ chân như quyết định chẳng từ bỏ pháp giới pháp tánh tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác tánh bình đẳng tánh ly xanh pháp định pháp trụ thật tế cảnh giới hư không cảnh giới bất tư nghỉ quyết định chẳng từ bỏ bốn niệm trụ quyết định chẳng từ bỏ bốn tránh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo quyết định chẳng từ bỏ thánh đế khổ quyết định chẳng từ bỏ thánh đế tập diệt đạo quyết định chẳng từ bỏ bốn tịnh lự quyết định chẳng từ bỏ bốn vô lượng bốn định vô sắc quyết định chẳng từ bỏ tám giải thoát, quyết định chẳng từ bỏ tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, quyết định chẳng từ bỏ pháp môn giải thoát không, quyết định chẳng từ bỏ pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, quyết định chẳng từ bỏ bậc cực hỷ, quyết định chẳng từ bỏ bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tọa, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tọa, bậc pháp vân, quyết định chẳng từ bỏ năm loại mắt. Quyết quyết định chẳng từ bỏ sáu phép thần thông, quyết định chẳng từ bỏ pháp môn tam ma địa, quyết định chẳng từ bỏ pháp môn đà la ni, quyết định chẳng từ bỏ mười lực Phật, quyết định chẳng từ bỏ bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Quyết định chẳng từ bỏ pháp không quên mất, quyết định chẳng từ bỏ tánh luôn luôn xả, quyết định chẳng từ bỏ trí nhất thiết quyết định chẳng từ bỏ trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, quyết định chẳng từ bỏ quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, nếu thành tựu các hành trạng tướng như thế, thì nên biết đó là Đại Bồ Tát bất thối truyền nếu là Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển, khi nghe Pháp yếu mà chư như lai ứng tránh đẳng giác đã nói, thì thâm tâm hoan hỷ, cung kính tín thọ, khéo hiểu nghĩa thú, tâm họ kiên cố giống như kim cương, chẳng thể lay chuyển, chẳng thể lung lạc thường xuyên tu học bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lực, bát nhã ba la mật đa cũng khuyên các hữu tình tinh cần tu học bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lực, bát nhã ba la mật đa này thiện hiện nếu thành tựu các hành trạng tướng như thế thì nên biết đó là đại bồ tát bất thối truyền